chào các bạn các anh em đang xem miền tây solar ha này là sáng sớm à, mặt trời à, mới mọc luôn em à, sáng sớm ngày thứ ba ngày 14 tháng 3 2023 chúc anh em có những ngày làm việc à, tràn đầy năng lượng và vui vẻ nha em thì à, hồi tối em gói được cái đống này nè mọi người bây giờ em quăng lên xe để à, à, bà xã em nó 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 đi dạy rồi nó nó gửi luôn à, nói chung là nó cũng chưa gửi nữa đi dạy xong cái nó nó quăng cái này ở bưu điện mọi người rồi trưa em mới em mới ghé em em làm các giấy tờ liên quan đó thì đó những cái món hàng anh em đặt mình em mình em gói tối đó còn trong video này thì chủ yếu là em em bán mấy con này mọi người đó em em bán mấy con mấy con này em bt bốn mươi này em gửi cho một anh ở ngoài thái bình thì bây giờ em sẽ quay video thiệt nhanh để để uh, test nó xong rồi em đóng gói liền để uh, gửi liền luôn ha. Uh, một anh ở ngoài uh, Thái Bình xa thiệt là xa. Anh uh, con MBPT um, sạc 45B của anh Mạnh Quân ha, của Mạnh Quân 45B uh, giá em đang bán là 1 triệu ba bao ship. Thì con này có cái hay của nó là hệ 12, 24, 36, 48 kiểu gì nó cũng chơi được hết. Thì uh, cái lô hàng lần này em Mạnh Quân có dán một cái miếng nè này anh em là rất là rõ ràng về uh, cấu hình cũng như là về cái khả năng lắp đặt pin mặt trời của nó và lần này ảnh um, gia công cái con này thì ảnh uh, làm theo kiểu uh, domino mọi người ở đây một cái domino để gắn uh, điện mặt trời còn ở đây là domino để gắn ác quy uh, không có uh, lội bốn cộng dây lòng thòng ra nữa cho nên uh, cái MPPT lần này anh em thấy nó rất là gọn nhẹ và khi đấu mình test đấu thì mình test nó cũng đấu nó cũng rất là dễ dàng tại vì nó đâu có lòng thòng nữa đâu mình đâu có cần phải cb gì đâu mình chỉ chọt dây của mình vào và đấu thôi cho nên anh em thấy bữa nay mình đấu gọn ghê không khá là gọn ha thì à, sáng nay em em test con này đem gửi cho anh ngoài thái bình còn cái con này á là cái con c ba hôm qua anh kia anh đem tới anh đổi con xà cô của em nè hiển nhiên là anh đem mấy mặt hàng tới anh đổi à, trong đó có em thần thánh nữa mà anh bù thêm mấy triệu nữa anh em anh đổi con xà cô của em thì à thì em thấy em không biết làm sao anh này ảnh xài làm sao á cái này là thắc mắc thật sự luôn á anh tâm ở tiền giang này ảnh xài làm sao mà con này á nó như mới vậy anh em không có trầy xước luôn nó không có cái hộp nha anh nói cái hộp anh bỏ đâu nó lạc nó tiêu rồi thì nó không có cái hộp cái hộp không có thôi chứ cái con này hả nó không có cái dấu vết bụi bặm mà nó cũng không có dấu vết mà mà đóng đóng rong rêu mà cũng không có cũ gì trơn anh em này thấy cái này không nó mới tin à đó cái con sen bao này ở trên thị trường đang bán là À bán mới nha là hơn hơn 4 triệu một tí. Thì em có nói là em em thanh lý con này á với giá là 29 anh em nào mà chuyển khoản luôn á thì em để 28. Đó thì sáng sớm em ngủ dậy em thấy có anh kia ảnh ảnh à, đang, đang đang tiến hành chuyển khoản cho em con này nè. Mà không biết ảnh có chuyển không à. Đó để lá em chốt lại ảnh nếu mà anh không lấy thì anh em lấy giúp em ha. Có anh kia anh, anh hỏi anh anh hỏi vấn đề chuyển mà em đợi nãy giờ không biết ảnh đâu rồi, anh chắc đi đánh răng súc miệng quá tại vì mới sáng sớm à, thì con xem bao này cái công suất chạy thường trực của nó là 2.000 nha anh em còn công suất nâng tối đa của nó là tới 4.000 bit power 4.000 nha anh em đó cái con mấy con xua xem bao đó là những cái con kích số 1 trên thị trường rồi mọi người vì tại sao vậy vì khả năng bit power của nó anh em khả năng bit power của nó rất là cao đó nó có thể chạy tối đa lên tới 4.000 và chạy thường trực 2.000 đó và ngoài cái việc nó ra là nó còn bền nữa và nó chất lượng nữa anh em. Năng suất này là năng suất thực của nó nha, công suất thực của nó chứ không có cần phải trừ heo gì đâu mọi người. Đó, nói chung là hãng Senbao là ở trên um, thị trường là chắc nó đứng thứ thứ nhất á, còn suơ là đứng thứ nhì. Đó. Thì uh, em xài hoài thì em em đưa ra cái nhận xét em xếp hạng nó vậy thôi à. Còn mấy anh em xài thì anh em xếp hạng uh, sao tùy anh em nha. chứ con đó là đó là kinh nghiệm của em. Tại vì mấy con này qua tay em cũng mấy chục con, mấy trăm con hết rồi. suơ nhất là hồi đó em có một thời gian bán suơ đó đó cho nên là, là là, em rành lắm em rành mấy con này lắm đó, cái chất lượng nó như thế nào ví dụ như con nào năng sức thật con nào năng sức giả con nào cần phải trừ hai bao nhiêu là 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 em ước lượng được nhưng mà điều em nói ra nhiều khi nó không hợp với lại cái cái mà anh em đang 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 biết cho nên là nhiều khi anh em cũng cự em đó thì đó thì em gắn vô hệ ác quy bữa nay là em đấu thành hệ 48 nha em có bốn gác quy nó hư rồi nhưng mà em vẫn đấu thành hệ 48 được bình thường đó hệ 48 và cái con MPPT này nãy giờ nó đã sạc ok lắm. Nó đã hoạt động rất là ok luôn các chức năng. Thì em á là em đang đấu hệ 48 cho nên em chỉnh thì mọi người á đem cái con cái con MBBT này về á cái quan trọng nhất là anh em chỉnh cái điện áp sạc nha. Tại vì anh em gắn hệ ắc quy 12V thì anh em chỉnh khoảng 14,4V thôi. Còn ắc quy hệ 24 thì anh em chỉnh khoảng 27,5V thôi. Còn hệ 48 như em đang đang đấu á. Tại vì con này là con 48 đó hệ 48 như em đang đấu á, là anh em chỉnh khoảng 50 mấy vô nó 56 vuông người ta hay khuyên 56 vôn đó đó thì tùy vào anh em sử dụng ác quy hay là lithium lithium thì chỉnh cao xíu ác quy thấp xíu em thì em đang cho nó chạy hệ 48 nè tại vì con này là con 48 thì em vẫn dùng cái tấm pin quyền thoại của em là tấm pin nhật cái tấm pin mà em quán bán hoài không chán anh em tấm pin này bán chỉ có nghe người ta khen thôi chứ không ai chửi chân tại vì nó 160W mà hiệu suất của nó lúc trời nắng á, là nó vượt qua 160W anh em Một sự thật gọi là khủng khiếp hồi xưa giờ Ví dụ như anh em bán pin 160W Thì trời nắng đỉnh thì nó lên 104W đúng không Còn tấm này á, nắng đỉnh á, nó lên 190 Đó hôm bữa em test rồi Đó, Không phải em nói vậy rồi cái có Có anh nhảy vô nói gì cơm áo gạo tiền mà em quảng cáo không đúng sự thật không phải đâu nha Cái này là thiệt nha anh em có thể lục lên video cũ của em Hôm bữa hai tấm nó lên 380 Trời ơi em giật mình luôn ha và những anh em trên công ty đã báo em trước đây rồi mà em chưa có có thời gian để kiểm định cuối cùng là chủ nhật tuần rồi em có thời gian rảnh á em ngồi em kiểm định tấm này hai tấm nó lên ba trăm tám anh em đó, mà thực tế hai tấm cộng lại có ba trăm hai quá à mà nó lên ba trăm tám luôn một tấm là lên ba trăm chín từ một trăm một trăm sáu mươi w mà nó lên trăm chín em bấm ra thì cái năng suất của nó là một trăm tám phần trăm anh em một trăm tám phần y chang như lời các anh em trên công ty nói luôn đó mấy anh em nói đúng mà trước giờ em không có thời gian để em kiểm định đó, mấy ảnh bán cho em mấy anh nói đó cái tấm đó, đó là một trăm mười mấy hai mấy chục phần trăm lần á đó. đó thì bán nhớ quảng cáo người ta vậy cho dễ bán em tưởng đâu là mấy ảnh nói vậy để cho cho dễ bán hàng thôi thực tế là vậy thiệt luôn nha mọi người em đã chứng kiến rồi đó, bữa đó, chủ nhật em có quay lại đó anh em rồi thì em cho nó một tấm thôi bữa nay em giác hai tấm làm biến quá bình thường em làm hai tấm còn bữa nay em giác một tấm à em phải chạy đi kiếm ánh nắng mọi người tại vì ông mặt trời mới lên nè à. em test ở trong kia không có nắng em chạy ra múc ngoài cây cầu của em nè à. múc ngoài đây mới có nắng nha rồi em cho nó vô nè vô 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 cũng như mọi người thấy đó thì mọi người chỉ cần coi video của em á, là mọi người có thể đấu được đó không có cần phải kỹ thuật trình độ gì hết trơn anh em đó coi video mà coi kỹ kỹ xíu là anh em đấu được liền à cứ âm theo âm dương theo dương thôi điện này xây uh, chiều thì tới đây mới xây chiều còn đằng kia là một chiều hết ở đằng kia là một chiều hết cho nên ta âm dương rõ ràng ha đấu sai thì không biết cái con này nó có trái hay không, không biết anh mạnh quân không biết anh có xài đi cản không nhưng mà nhưng mà em nghĩ là anh em đừng đấu sai ha thì bây giờ tấm pin của em nó sạc được đâu nhiêu có ba mấy watt hả trời nắng <laughs> mới sáng sớm chả có nắng gì hết ha nó đang sạc được ba mấy watt nhưng mà ba mấy watt này không phải ba mấy watt là công sức của tấm pin đâu mọi người ba mấy quá là ác quy của em đang nhận ba mấy quá thôi. Bây giờ em muốn biết là tấm pin nó có hơn á thì em làm như thế này. bật cái con sen bao của ông bạn mình gửi bán lên. Đó. thì kể như tờ tới là giờ lúc này á, là chưa có anh kia chưa chuyển khoản cho em. cho nên mọi người xem video này mà có thích con này á 2 triệu chín hay chuyển khoản luôn bán 2 triệu 8 nha. đó. ghê không à, em <laughs> chuyển khoản trước luôn là là, là 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 em bán là còn giảm trăm ngàn luôn ghê không. em bao ship luôn nha. đó thì à... Uh, anh nào mà thấy được video này mà thích cứ nhắn em. Tại vì cái anh kia ảnh chưa chưa có chuyển khoản cho em thì ảnh chưa có chắc lấy hàng. Đó thì uh, bây giờ em uh, em mở con này lên, mở con này lên. Đó, nó hút điện. Nó hút điện thì ở trên đây coi nó có thay đổi không? Chứ hồi nãy nó hiện có ba mấy W à. ba mấy W là là cái tấm pin nó cấp 3 mấy W cho ác quy thôi chứ mình chưa xài cho nên là là chưa biết là cái tấm pin nó có thể cấp nhiều hơn hay không. Thì uh, ở đây có đồng hồ 6 thông số nha. Thông số đầy đủ hết á. Vôn của tấm pin nè, vôn của ác quy nè Dòng sạc tấm pin uh, xuống nè Dòng sạc ác quy đang nhận nè Ác quy nhận gì có 0.8 b ít quá vậy ta Ác quy này của em nó hư rồi Nó đầy, nó, nó nói chung là nó hư nó không nhận điện đó. Rồi Ở đây là watt nè, watt đang xuống uh, Xuống nè Watt đang Watt là nó đo khúc này, này nè anh em. Watt nó sạc ác Quy đó. Rồi, con phép đang là 26 độ nè. Ở đây là hồi nãy giờ em xài được uh, 8 watt giờ rồi. 8 watt trên giờ ha. Nói chung là ở trên cái đồng hồ này nó có tới 8 cái thông số đó mua về anh em nhớ chỉnh nha anh em đè cái nút bên đây nè đè nút bên đây nè để chúng ta chỉnh cái vôn phù hợp với lại cái hệ thống ta đang dùng em đây nãy em chỉnh sẵn là hệ 48 anh em về sạc hệ 12 anh em chỉnh lại nha chứ để hệ 48 vậy luôn thì nó không 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 nhiều anh em nói ủa sao em không chỉnh lại cho người ta luôn đi em đâu biết anh em xài hệ gì thấy không đâu biết đâu anh em xài kiểu gì đâu thì anh em về chỉnh đi cái đó chỉnh một hai giây là sống vậy thấy không rồi bây giờ tấm pin nó lên dữ lắm rồi tại vì cái quạt này nuốt điện nè con sen bao này chạy im re luôn mọi người nó có hai cái quạt ở bên đây là hai quạt tản nhiệt nè nhưng mà quạt này là em thấy nó lâu lâu nó mới chạy một lần nữa nó tắt à chạy chừng nào cái con sen bao nó nguội rồi nó tắt anh em nó cảm ứng nhiệt mà thì con này chạy hồi tối em cũng cho nó chạy ăn khúc rồi mà ban đêm không có test được pin mặt trời cho nên em không có quay đây nè nó im rưỡi rồi, anh em đó, nó chạy im lắm nha không có ù è gì hết trơn cái quạt nó quay nữa nó cũng quay nhẹ nhẹ à đó rồi đỉnh 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 của chớp luôn ha hồi đó giờ em chưa bán sen bao nào bự như vậy luôn em hồi đó em chiên bán sen bao ký rưỡi với ký anh em ký ký rưỡi con này nó lên hai ký rồi thấy không và biết bao nó tới 4.000 luôn à rất là to quạt chạy mượt mà ngon lành hiển nhiên là xin chuẩn rồi nha mọi người mấy con này không đời nào xin vuông đâu hàng hiệu mà hàng cũ mà bán hai triệu mấy gần ba triệu quạt còn hàng mới á, là bán là 4 triệu mút ha 4 triệu 1, 4 triệu 2 bao ship nhưng mà em không có bán hàng mới nha tại mắt quá em không bán như vậy đó. rồi thì hàng quá nó chạy ok hết rồi đó kể cả cái quạt của em cũng chạy ok rồi. <laughs> quạt này mới sửa mọi người tía của em sửa dùm chứ họ mà em mà lùi xe hơi em cán gãy rồi à. tía mới sửa dùm anh em sửa chuyên để test hàng giống như chân á để test giống như trường hợp này nè đó rồi đó, thì anh em có cái hệ như thế này nè. Bây giờ em nói cái hệ luôn nè. tấm pin triệu 3 phí ship nữa là triệu 4. Con này triệu 3 bao ship là 2 triệu 7. 2 triệu 7 hệ quy là anh em đi chạy vòng vòng xin mấy đứa cháu mấy ác quy nó xẹp điện hư. Vậy anh em anh em có 2 triệu 7 anh em được từ đó tới đây. Rồi còn con này anh em chạy vòng vòng anh em mua cái con uh, nội địa Nhật của em đi. Ờ uh, nội địa Trung Quốc của em đi, 900 930 là nhiêu rồi, 3 triệu 2 triệu 7 900 là 3 triệu 6. Anh em có một hệ thống giống em như này nè. Lúc đó mọi người sẽ có một hệ thống giống em à, pin nè Sạc mạnh quân nè Rồi anh kích thì anh em xài anh kích ký kí sáu bình thường em bán hôm nay đó. kích nội địa Trung Quốc cái 900 ngàn đó mọi người Là anh em có 3 triệu 6 ha. Dần chuyển tới nhà anh em luôn Đó và mọi người lắp với em nè Có một cái hệ chạy vậy nè Đó Muốn dùng điện giờ nào dùng Nó không có nhiều đâu Trời nắng thì cái tấm pin nó ra gần 200W đó thì chúng ta xài Dù dụ như quạt này có 50W nè à, trời nắng thì chúng ta gắn quạt này vô chúng ta gắn um, tv vô thấy không thậm chí ta rút quạt rút tv ra thì gắm tủ lạnh vô đó và anh em có thể dùng những cái vật nhỏ nhỏ ví dụ như là uh, sạc điện thoại nè đó rồi uh, những cái như là 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 cái uh, mấy cái máy xay tiêu đó đó rồi uh, những cái uh, nếu mà hẻ quy anh em đủ lớn á là mọi người có thể cắm uh, nồi cơm điện vô Hát quy đủ lớn nha và ăn kích anh em khỏe con kích nội địa trung quốc của mình Cũng gắn, gắn uh, nội cơm điện được đó anh em tại vì nội cơm điện năm trăm quá chứ mấy đấy và vô phố số những cái vật dùng điện khác nữa ban ngày anh em dùng biết bao nhiêu thứ còn ban đêm thì dễ rồi ban đêm thì gắn đèn vô ha ban đêm thì nó căn cứ và hệ quy anh em lớn nè gắn đèn vô xài vô tư với cái hệ này đó nhiều khi mình dùng từ vô tư với thoải mái á, mọi người hay hiểu lầm xài theo năng suất công suất thôi nha anh em tấm pin nó có 160W à giờ cho năng suất nó khủng đi thì nó 190W à đó thì người ta xài theo nó nha chứ không phải là người ta cấm, cấm chơi mua tư hai người đây là là, là là nó sụp nguồn rồi nha phải khởi động lại nè rồi bây giờ thì nó ra nhiêu năm mươi mấy watt hả tấm pin ra năm mươi mấy watt chưa nắng lắm nắng này nắng nghiêng 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 buổi sáng nè à. bây giờ em muốn năng suất nó cao lên dễ lắm mọi người năng suất tấm pin này cao lên dễ lắm em dựng nó lên tại vì mặt trời đang là hướng đằng đó đó mặt trời hướng đằng đó đó em dựng lên để nó hướng nắng còn cái này đang né nắng nè đang né nắng đó nó hơi bị lệch lệch nắng cho nên là cái cái điện chưa nhiều này phải trưa nắng thì em để tấm pin này trưa nắng em test lại đó thì uh, dựng cái tấm pin nó lên nó hướng nắng trực tiếp thì nó sẽ năng suất cao Thôi tới đây cho em kết thúc video nha. Anh em đam mê thì hãy liên hệ em 076 687 4311. Video này mục đích là em test cái con BBT này gửi cho anh ở ngoài Thái Bình nè chạy ok lắm anh ok hết rồi nói chung là em, em... kiểm tra kỹ lên em gửi đi cho mọi người rồi con xin bao này anh em nào hốt hốt nha anh kia anh chưa chuyển khoản đâu rồi em chào anh em hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé